kênh Gấu Đỏ nha. Và các bạn nhớ ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ anh nha. Link kênh của anh ấy thì mình đã để bên dưới rồi đấy. Các bạn có thể kéo xuống bên dưới rồi ấn vào kênh để đăng ký nha. Hello, Hà Sam xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, lớp của em trai Hà Sam ấy được đi du lịch tận ngoài đảo cơ. Trời ơi, cứ tưởng là một chuyến du lịch vui vẻ. Nào ngờ ơi, đang trên đường ra đảo thì em trai mình ấy rồi cùng cả lớp nữa bị tai nạn đắm tàu luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi, bao nhiêu người ở trên đấy cuối cùng gặp nạn hết. Bây giờ ấy, Hà Sam cùng một số người nữa sẽ có nhiệm vụ là đi trực thăng ra ngoài đảo đấy để cứu em trai Hà Sam cùng với lại các bạn của em trai Hà Sam nhé. Nếu các bạn yêu thích Hà Sam thì đừng quên cho Hà Sam một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi Hà Sam ra ngoài đảo để cứu em trai nha. Các bạn ơi, đây này, đây đích thị là thằng em trai của mình đây này. Trời ơi, em làm sao thế này? Sao em lại nằm lăn lóc ở đấy hả em ơi? Rồi ơi, lại còn quần áo rách tả tơi nữa. Mà cái gu thời trang của thằng này thế nào ấy? Áo thì màu đỏ, quần thì lại là màu xanh. Trời ơi, bây giờ phải nghĩ cách để có thể cứu em mình một cách nhanh nhất. Bây giờ mình sẽ nối đường sang bên này nha, để có thể sang cứu em mình. Đỡ cứu thành công rồi. Có máy bay trực thăng để đi luôn đến bệnh viện cho nhanh chứ. Ôi, help me. Ừ, yên tâm, chị sẽ cứu em ngay. Thầy, trời ơi, đường thì vòng vèo quá. Em đợi chị một tí nhá. Đấy, thành công rồi. Tiếp tục này. Cái gì đây? Ở biển này nhá, lại còn có cả một người thổ dân bản địa nữa này các bạn ơi. Thổ dân bản địa người ta cầm cái gì nhỉ? Như là kiểu như là phi lao ấy. Trời ơi, lại còn có cả một con chó này nữa. Nhưng mà con chó này chắc là con chó hiền thôi. Chắc là con chó của bạn nào đấy, chó cảnh của bạn nào đấy ấy. Bây giờ phải cứu em mình này. Không thèm quan tâm với cái ông thổ dân này nữa. Kệ các ông đấy, mình không đánh các... Tại sao lại bị vậy? Mình có làm gì ông đấy đâu mà sao ông đấy lại tấn công mình nhở? Ui, thực ra những người bản địa này người ta lúc nào cũng nghĩ như là có người khác tấn công mình ấy, nên là lúc nào người ta cũng trong trạng thái lại đề phòng. Đừng, thằng nào định cướp đất của ta để ta phóng phi ta lao một phát là nó ngã luôn. Thế thì bây giờ phải làm thế nào nhở? Giải quyết ông này thế nào bây giờ? Giải quyết ông này thế nào? Chắc ông đấy nhìn thấy em mình bị thương thì ông đấy chắc là phải ra cứu giúp của ông đấy tha mạng cho em mình chứ. Ô, nối đường cho ông đấy sang mà ông không sang kìa. Vậy thì nối sang con chó này xem. Ông đấy tấn công cả con chó này luôn. Trời ơi. Mà này, ông ấy tấn công con chó rồi thì cái phi lao của ông đấy ấy chỉ được sử dụng một lần. Thế là bây giờ mình cứu sẽ không sợ ông đấy bị phóng phi lao của mình nữa. Đấy, thấy chưa? Ông đấy chỉ nhìn cái vẻ tiếc nuối, bảo ôi trời ơi, bọn nó đi qua ngay trước mặt ta, thế mà ta lại không có phi lao để phóng. Thầy giáo của thằng em trai mình này cũng là thầy giáo dạy khóa mình luôn nữa. Trời ơi, còn có cả người tuyết này các bạn ơi. Thầy ơi, sao thầy lại văng ở tận Bắc Cực thế này à thầy ơi? Bình thường ấy, em trai mình này rồi mọi người ấy, văng ở tận biển, nhưng mà chỗ đấy là mùa hè mà thầy thế nào thầy lại văng ra tận ngoài Bắc Cực thế này. Em sẽ cứu thầy một cách nhanh nhất để đưa thầy đi bệnh viện nhá. Đấy, yeah. Đây này, một con cá sấu rất là nguy hiểm. Trời ơi, nó bò ghê quá. Ui, bạn gái này, đây là một bạn gái rất là xinh đẹp luôn. Bạn này học cùng lớp với em mình này, mình cũng phải cứu bạn đấy mới được. Nhưng bây giờ làm cách nào để cứu bạn đấy đây? Đi vòng qua con cá sấu này được không? Chắc chắn là không được rồi, bởi vì con cá sấu chắc chắn là nó sẽ cắn mình. Thế thì ui, ở đây có một cục thịt này. Bây giờ nối đường cho cá sấu sang ăn thịt nha. Yeah, biết ngay mà nó khi nó ăn thịt nên nó sẽ không quan tâm về xung quanh nữa. Thế là mình sẽ cứu được bạn gái này. Ơi, thằng em trai mình này vẫn nằm vất vưởng ở đây. Đáng thương vô cùng, cứu thôi. Bên này là có một cái lốc xoáy. Lốc xoáy này là lốc xoáy gì nhỉ? Nói chung là lốc xoáy gì đi chăng nữa thì cũng rất đáng sợ. Wow, đường này mới gọi là lằng nhằng này. Em ơi, em cố gắng đợi chị một tí nhá. Chị đi đường này hơi xa em ạ. Đấy, ui, xa ơi là xa. Nhanh lên để cứu em trai nào. Khi về rất là nhanh. Véo. Tiếp tục. Đây, đây là một cái dâu bạch tuộc. Trời
mỗi râu thôi mà không thấy có đầu nhỉ? Trời ơi, nếu mà thấy đầu nữa thì chắc khủng khiếp luôn. Bây giờ né né cái con cái râu này ra nhá, đụng vào nó là nó cắn luôn. Né né sang bên này. Đấy. Mình né ra xa rồi mà. Sao mà nó có thể tấn công mình được nhỉ? Ui, cái râu của nó đáng sợ vô cùng. Nó có thể tấn công rất là xa. Nó đẩy một phát là mình ngã xuống biển luôn. Thế thì mình sẽ đi vòng đằng sau. Ý, nó không biết đâu. Đi vòng đằng sau cũng bị nó quay lại luôn, nó phát hiện luôn. Con này cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ làm thế nào? Đi đằng trước cũng được, không được. Mà đi đằng sau cũng không được luôn. Làm đường đâm thẳng nó luôn xem được không? Làm đường đâm thẳng nó là được luôn này. Thế là giải cứu bạn gái thành công rồi nhá. Đây có một con cá mập này. Nhưng mà cá mập thì không sợ đâu. Bởi vì á, mình làm đường ở trên bờ ấy, nó không bao giờ cắn được mình. Đấy, tại vì nó không thể nào lên bờ được nên là nó không cắn được mình đâu. Tiếp tục nè. Ở đây. Trời ơi, ông thổ dân này á, ông đấy làm một cái mặt nạ màu xanh. Nãy hình như là ông thổ dân nãy là làm mặt nạ màu đỏ thì phải. Thổ dân này mặc mặt nạ màu xanh mà lại còn mang rìu cơ. Trời ơi, lắm vũ khí thế. Ở đây có một cái lốc xoáy này đáng sợ vô cùng luôn. Bây giờ làm thế nào để đi qua được bây giờ? Sợ thật đấy nhỉ. Bây giờ mình sẽ cho ông này thử tiến đến cái lốc xoáy này xem. Bị cuốn theo lốc xoáy và văng ra biển luôn. Ui, thế là mình có thể an toàn để cứu em trai mình rồi. Còn nếu không thì ông ấy cầm cái rìu thế á, chắc chắn ông ấy đổ cho mình một phát là mình vào viện luôn. Ui, gấu Bắc Cực. Trời ơi, ở đây có một em vịt này. Ở đây có một em chim cánh cụt. Thì phải, không phải em vịt mà là một em chim cánh cụt. Chắc em này là thú nuôi của một bạn nào trong lớp, rồi cũng bị văng ra biển. Hay là thú nuôi của thầy giáo nhở? Tại vì thầy giáo cũng bị văng ra Bắc Cực này mà. Ui, một con gấu trắng luôn. Ui, hai con gấu trắng. Làm thế nào bây giờ? Bây giờ... ơi, lỡ tay làm đường một cái thôi, nó tấn công mình luôn. Bây giờ sẽ làm cho hai con gấu này về chung một chỗ bên này xem nào. Ui, nó đánh nhau luôn các bạn ạ. Không biết con nào sẽ thắng nhở? Ui, nhân lúc bọn nó đang đánh nhau thì bây giờ mình sẽ sang cứu em chim cánh cụt này. Ui, nhẹ nhàng thôi, không nó phát hiện. Được rồi, tiếp tục này. Happy happy. Ui, ở đây là có cái gì đây, như là cái khúc gỗ này, không biết là cái gì mà không có đường sang em. Ú, trôi được luôn. Ú, lại trôi lại. Tiếp tục. Núi lửa nè. Bây giờ mình chỉ việc tránh cái núi lửa này ra thôi. Đó. Tiếp nào. Ú, ở đây có một em khỉ. Em khỉ này. Nối đường này. Nối đường này không được. Em khỉ này, không biết em khỉ ở đâu nhỉ? Ý, ở đây có quả chuối này, bây giờ mình sẽ mang chuối đi qua. Đấy, tặng em khỉ luôn. Tặng em khỉ nè, em thả trái tim luôn. Tiếp. Ôi, bây giờ không có đường để sang rồi. Có mỗi đường vào hốc đá này thôi. Thôi vào cũng được. Hốc đá này hóa ra là hốc đá hai chiều. Nối thông nhau. Ui, ở đây có hai cái râu bạch tuộc khổng lồ luôn. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tránh. Lượn. Ui, mình tấn công hai phát. Đúng rồi, mình quên. Nãy nha là mình làm đường thẳng con bạch tuộc này cơ. Thế là nó mất luôn. Được rồi. Tên. Ý, ở đây có một con chó này. Bây giờ cho con chó này lại canh giữ núi lửa. Bây giờ cho con chó mới lại ông thổ dân này tấn công. Ý, đấy, con chó giành chiến thắng rồi. Thế là bây giờ mình sẽ cứu em trai nha. Không sợ bị ông thổ dân đấy, ông đấy cầm cái phi lao ghê quá. Ôi, cái gì đỏ đỏ bên dưới này nhở, gần chỗ em trai mình ấy, trông cứ như là miếng thịt bò nhở. Không phải miếng thịt bò đâu, chắc chắn là cái gì thôi. Kệ. Từ. Ui, đấy không phải là miếng thịt bò, đấy là một cái hố nóng. Ui, lỡ tay một cái thôi á, vào hố nóng là đi đời luôn. Ê, ở đây có một nàng tiên cá này các bạn ơi. Ui, nàng tiên cá lại ở đây rồi. Nàng tiên cá ơi, sao nàng cứ đi linh tinh thế?
trôi ở bên này luôn. Ui, nàng tiên cá này đẹp tuyệt vời luôn. Mà nha, nàng lại còn có cả trái tim nữa. Bắn trái tim. Trời ơi, mình nhìn nàng ấy mình còn mê nữa cơ. Thế mà nàng không biết đường cứu em trai mình nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ đi qua để ngắm nàng cho gần. Yêu cả. Sao mình lại đi xuống biển? Tại sao lại đi xuống biển nhỉ? Thử đi lại một lần cho các bạn xem này. Đấy, đấy, trái tim. Đấy nhá, tại sao mình lại đi xuống biển nhỉ? À, mình nghĩ ra rồi. Câu chuyện nàng tiên cá. Nàng tiên cá ấy, kiểu như là mê hoặc lòng người luôn. Thế xong rồi dẫn người đấy là xuống biển luôn. Trời ơi, xuống biển thì có mà ngạt nước chết mất. Ui, thế thì phải tránh nàng tiên cá ra. Tránh những cái trái tim của nàng ra. Ý, đợi nàng chui xuống dưới thì mình sẽ đi nhá. Nè 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 nè, nhanh. Đã tránh được nàng tiên cá rồi. Tiếp tục này, tiếp tục là hai ông thổ dân. Ông này cầm cái vũ khí gì đây? Một là người cầm rìu, còn một người là cầm móc treo quần áo à? Phải móc treo quần áo không nhở? Cứ dơ cái này. Dơ cái này có gì mà sợ đâu. Bây giờ cho con chó này xử lý với ông này trước đã. Ui, ông này dã man không? Sợ vô cùng luôn. Thế xong bây giờ là cứu em. Cái móc quần áo này á, rất là lợi hại luôn. Cái này là cái mà người ta quăng ra có thể quay ngược lại luôn ý. Ui, thế thì làm thế nào nhỉ? Ui, hai người này đánh nhau luôn. Ê, nhân lúc bọn nó đánh nhau thì mình phải cứu em mình đi đã. Yeah, thành công rồi. Các bạn ơi, vậy là Hà Sam đã vừa giải cứu thành công em trai Hà Sam, cùng với thầy giáo, cùng với rất nhiều bạn học lớp của em trai Hà Sam nữa đấy nha. Và nếu các bạn thấy video của Hà Sam hay thì đừng quên cho Hà Sam một like, một đăng ký và một chia sẻ nhá. Bây giờ Hà Sam phải vào ngay trong bệnh viện để xem tình hình của em trai Hà Sam có đỡ hơn tí nào không nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.